Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn video clip giới thiệu về nguyên lý hoạt động của máy điện cơ động điều khiển các động cơ làm việc theo trình tự. Trong sản xuất có những sản phẩm được làm ra có khi phải trải qua một dây chuyền công nghệ gồm nhiều công đoạn. Mỗi công đoạn được thể hiện bởi một hoặc nhiều động cơ dẫn động để điều khiển sự làm việc của các động cơ theo một trình tự nhất định, đảm bảo các bước của quy trình sản xuất. Người ta dùng cơ chế điều khiển bắc cầu, máy điện cơ động điều khiển một máy các động cơ theo một trình tự như servo trên là một ví dụ đơn giản về máy điện cơ động trong công nghiệp. Trong mạch này, chúng ta có thể điều chỉnh khoảng thời gian mở máy giữa hai động cơ kế tiếp nhờ giơ nghe thời gian. Nguyên lý hoạt động mở máy động cơ: nhà cúp PV1 cùng hút K1 có điện sẽ đóng điện cho động cơ M1 hoạt động. Sau một thời gian nhất định được duy trì bởi giơ nghe PF1, công tắc cơ K2 có điện sẽ đóng điện cho động cơ M2 làm việc đồng thời với động cơ M1. Hai động cơ M1 và M2 cùng làm việc trong một khoảng thời gian được duy trì bởi giơ nghe TS2, khởi động từ K3 có điện được đưa vào làm việc cho động cơ M3 hoạt động. Khi động cơ M3 bắt đầu làm việc, cũng là lúc khởi động từ K1 mất điện để động cơ M1 dừng lại. Động cơ M3 lúc này vẫn làm việc với động cơ M2. Dừng động cơ ở nút PV0, máy điện điều khiển mất điện. Cả ba động cơ M1, M2 và M3 đều dừng lại. Tôi vừa chia sẻ với quý vị và các bạn video clip giới thiệu về nguyên lý hoạt động của máy điện cơ động điều khiển các động cơ làm việc theo một trình tự. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.